Hello, xin chào tất cả các bạn. Trong các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Huga Quỳnh. Hôm nay Huga sẽ cùng các bạn tiếp tục vượt ải thử thách giới hạn quá khứ của Stargate, ải thứ 3 trong cái series thử thách giới hạn lần này. Ải thứ 3, phá hủy nghiên cứu. Cái con boss của ải này là... Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Huga Quỳnh. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với các bạn là vượt ải thử thách giới hạn quá khứ của Stargate. Rồi, ải chưa mở nữa. Ôi, qua 12 giờ nó lắc mình. Rồi, vừa mở luôn nha các bạn. Thì ải này là ải thứ 3, phá hủy nghiên cứu. Cái con boss của ải này là Truy Hồn S, một vật thí nghiệm huyền thoại đã được tạo ra từ phòng thí nghiệm hủy diệt mọi thứ. Một con quái vật đã được cải tiến trong phòng thí nghiệm, hãy cẩn thận. Một vũ khí tầm xa hạn chế khả năng di chuyển, có quả lực rất mạnh. Hay phù thủy ma thuật. Rồi. Chữa bệnh nhưng yếu về phòng thủ, có nghĩa là dùng sát thủ đánh nó đi. Rồi. Ải yêu cầu ải thì sử dụng nhân mã báo thù. Rồi, bắt đầu vượt ải nha các bạn. Thì nhân mã báo thù cương tướng bắt buộc mình dùng. Thì tiếp theo là hoa tiên, luôn luôn mang theo. Rồi mình sẽ chọn bóng, sát thủ, tăng cường con sát thủ nữa đi, con này. Rồi một vị trí còn lại mình lấy đại một con tăng cơ đi ha. Ủa, mình có con này làm tăng rồi, mình sẽ sử dụng nó làm tăng. Mình lấy thêm con sát thương đi, lấy dạ ưng đi. Rồi, hôm nay mình không dùng hiệp sĩ khoa học. Tại vì một số bạn nói là không có hiệp sĩ khoa học. Những cái con này thì các bạn sẽ có từ rất sớm. Bắt đầu dược ải nha các bạn. Rồi, thứ nhất nó có hai cái này, hai cái động cơ nổ nè. Với lại hai con thầy tế. Bình thường mình đi đánh ở ngoài bãi mép thì con này là con thầy tế, mình gọi nó thầy tế luôn. Cho nó thân thiện, dễ gần, dễ mến, mình hồi méo lên trước. Kích kêu dạ ơn. Hai con sát thủ của mình sẽ bay ra phía sau thầy tế. Tập trung các bạn, bay sát thủ của bạn bay qua một con thôi. Cả hai sát thủ mà cùng đánh một con á thì nó sẽ chết. Còn hai sát thủ mà đánh hai con á thì nó sẽ đập ngược lại, nguy cơ sát thủ của bạn bị thất thế là rất cao. Kích kêu nhưng mà báo thù luôn. Rồi, hoàn thành ải thứ nhất. Hồi máu lên trước. Bây giờ mình sẽ bay một con sát thủ ra đây. Tiếp đến kích kêu dạ ưng ạ. Bay một con sát thủ nữa ra. Mình bay tập trung hai con sát thủ mà đánh một thôi nha. Mình lấy hai đánh một như vậy thì cái lợi thế của mình nó sẽ được là cái lượng sát thương mình chịu ở một con nó sẽ thấp. Đây, tiếp tục. Rồi, kết liễu được một con. Rồi, tiếp tục là con bên này. Nhân mã báo thù, kích dạ ưng nè. Mình hồi máu lên. Rồi, có thể bây giờ mình sẽ tạm mình không dùng khiêu nữa nha các bạn. Tại vì nó chỉ còn chế bí và một con này thôi, con hồi máu thôi. Rồi, khi hạ gục được con hồi máu này, khi co thầy phù thủy, mình đã hồi lại được 3 khiêu. Bắt đầu ải thứ 3. Kích khiêu dạ ưng trước nè, hồi máu lên cho cả đôi hình nè. Cả hai con là mình nhảy ra. À, nó có hai con thầy phù thủy trốn phía sau này nha các bạn. Các bạn nhảy ra đây. Nhảy qua một phía. À, con bóng cái tầm nhảy nó gần hơn. Con bóng tầm nhảy nó gần hơn quyết rồi. Hồi máu lên. Nhân mã. Dạ ơn. Bóng nhảy một lần nữa nè. Nhảy qua cái con ít máu. Nhảy vô con ít máu luôn. Đó. Hồi máu lên. Qua tiên. Rồi, qua tiên đã kịp hồi máu cho đội hình bóng. Nhảy qua con này nè. Đó, chết một con rồi. Bây giờ nó chỉ còn một con hồi máu. Giờ kích kêu nè. Kích kêu giờ là chết hết nè. Đó. Rồi, bây giờ còn một con nữa là con Hắc Long. Một con boss vừa xuất hiện.
Rồi, mình đã chém thành công cái con boss Thạch Long và hoàng dược cải này. Với đội hình không hiệp sĩ hoa hồng và đội hình này rất là thân thiện, như những con tướng này các bạn sẽ được lấy từ rất sớm. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye.